Kênh Giá Thanh Long xin chào đón quý bà con yêu mến kênh. Quý bà con hãy tặng kênh một like và một đăng ký. Chúc quý bà con cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Giá Thanh Long không ổn định và lên xuống thất thường, nên quý bà con đừng quên đăng ký miễn phí, ấn chuông và chọn tất cả để nhận được những bản tin nhanh nhất trên thị trường. Tùy theo chất lượng hàng, tùy theo chất lượng trái mà giá có thể chênh lệch từ 1 đến 2 ngàn nhé bà con. Còn tùy thuộc vào đoạn đường vận chuyển xa hay gần và tùy thuộc vào vườn, vào lái mà giá sẽ có sự chênh lệch khác nhau. Thanh long đạt mức giá bán khá cao như hiện nay do nguồn cung đang thiếu hụt, trong khi ở thời điểm hiện tại các nhà kho đẩy mạnh thu mua để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, nguồn cung ít nhưng nhu cầu đang tốt trở lại nên giá tăng. Thực tế, thông tin báo cáo từ Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lạng Sơn, một trong những cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam với Trung Quốc cho thấy, riêng trong ngày 18 tháng 5 vừa qua, tại 4 khu vực cửa khẩu đường bộ của địa phương này, bao gồm Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh và Cốc Nam, đã có 960 xe xuất nhập khẩu. Trong tổng số 484 xe từ Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc thì có đến là 364 xe xuất khẩu là trái cây tươi. Ngoài ra có 499 xe vận chuyển hàng hóa từ nội địa được đưa lên để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, phần lớn là xe trái cây, theo Trung tâm Khuyến nông và Xúc tiến Thương mại tỉnh Lạng Sơn. Thanh long ruột trắng Bình Thuận hàng đẹp về vựa, bò đẹp 17.000, 16.000, 15.000 đồng một ký, bò sàn 15.000, 14.000, 13.000 đồng một ký. Hàng dạt có mức giá từ 5.000 đến 6.000 đồng một ký. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vựa có mức giá từ 43.000 đến 44.000 đồng một ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa và tùy thuộc theo từng thương lái. Thanh long ruột đỏ miền Tây về vựa loại 1 45.000 đồng một ký, loại 2 40.000 đồng một ký, loại 3 34.000 đồng một ký, loại 4 27.000 đồng một ký, loại 5 19.000 đồng một ký. Ruột trắng miền Tây thương lái mua xô từ 13.000 đến 15.000 đồng một ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa và tùy thuộc theo từng thương lái. Thanh long ruột đỏ khu vực Tiền Giang loại 1 43.000 đồng một ký, loại 2 38.000 đồng một ký, loại 3 32.000 đồng một ký, loại 4 25.000 đồng một ký. Giá thanh long lên xuống một vài ngàn tùy thuộc theo từng vựa, tùy thuộc theo từng thương lái cũng như tùy thuộc vào mẫu mã chất lượng hàng hóa. Cảm ơn quý bà con đã cùng lắng nghe và đồng hành cùng kênh Giá Thanh Long. Quý bà con hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để trao đổi về giá cả thanh long cũng như các loại nông sản khác. Một lần nữa xin cảm ơn quý bà con và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.